con rắn hung ác. Hoan hô, anh giỏi quá, cứ như diễn viên xiếc vậy. Thế đã là gì? Các con ơi, về ăn cơm đi. Út đâu rồi nhỉ? Út ơi, Út. Thôi cứ về đi đã, chắc Út đi chơi đâu đó thôi. Út đâu hả hai đứa? Con cũng không biết mẹ à. Em Út ham chơi quá, hai con bảo ban em nhé. Mẹ ơi, con về rồi. Con đi đâu cả ngày mà không nói với hai anh thế? Con đi chơi ngoài bìa rừng mẹ ơi. Có nhiều cái hay lắm mẹ nhé. Con gặp bao nhiêu bạn mới. Trời, sao em dám đi một mình ra ngoài bìa rừng? Đúng đấy, liều lĩnh quá. Em lớn rồi, em có thể xử lý mọi việc. Em lớn rồi, thế em có biết đu dây leo không? Có biết lộn nhào không? Đu dây leo thì làm gì? Lộn nhào có gì mà giỏi? Em chẳng cần. Cần đấy con à, nhất là trong những tình huống nguy hiểm, để chạy thoát khỏi kẻ thù. Nhưng vẫn chưa quan trọng bằng kỹ năng đổi màu đâu. Đổi màu là gì hả mẹ? Họ tắc kè hoa nhà ta bẩm sinh đã có một khả năng rất đặc biệt, đó là biến đổi màu. Những người thuần thục chỉ cần nháy mắt là đổi màu được ngay. Để được như thế, phải tập luyện chăm chỉ để ứng phó thật nhanh. Mẹ, mẹ ơi, có mẹ rồi mà, sao phải học nhiều thế ạ? Mẹ ngày càng có tuổi, hơn nữa các con cũng lớn rồi, phải học cách tự bảo vệ mình. Mẹ không thể ở bên cạnh các con mãi được. Mẹ yên tâm, chúng con lớn rồi, chúng con sẽ chăm chỉ luyện tập để bảo vệ mẹ. Thôi, chúng ta ăn đi đã. Sáng mai mẹ sẽ dạy ba anh em đổi màu nhé. Trong rừng, nơi dễ trú ngụ và lẩn trốn nhất là gì nào? Là các hốc cây ạ. Không phải cây nào cũng có hốc đúng không? À, con nghĩ ra rồi. Là hang đá phải không mẹ? Cũng không phải. Út có ý kiến gì không? Dạ, con chẳng thấy con kiến nào bò qua đây mẹ ạ. Út ơi là Út, tập trung vào chứ. Trong rừng, những thứ có nhiều nhất chính là cỏ, cây, hoa, lá, đá rêu. Màu sắc phong phú, lại ở sát cạnh nhau, nên kẻ thù rất dễ bị đánh lừa. Ra là thế. Giờ các con hãy nhìn mẹ biến màu xem thế nào nhé. Trời ơi, mẹ biến mất rồi. Mấy đứa có nhận ra mẹ không? Không ạ, mẹ giỏi thật. Trời ơi, trông mẹ như một bông hoa thật vậy. Wow, tuyệt quá mẹ ơi. À, chuyện gì thế các anh? Mẹ, mẹ đâu rồi ạ? Mẹ đây Út, con phải chú ý vào, chăm chỉ luyện tập cùng các anh nhé. Mẹ đi kiếm chút thức ăn, ba anh em tự tập nhé. Lát về mẹ sẽ có thưởng. Vâng ạ. Giờ giả vờ có kẻ thù, anh đếm 1, 2, 3, tất cả chạy trốn nhé. Nhất trí, em chẳng tập đâu, chán chết, em đi chơi đây. Này Út, không học bài ạ? Thôi, anh em mình tập với nhau vậy. Tuyệt quá, chúng ta làm được rồi. Chẳng hiểu sao hai anh ấy lại thích thú với màn đổi màu thế. Chẳng có gì hay cả, mình phải là mình chứ, sao phải biến thành cái khác. Chú tắc kè non tơ, mi không khoan được đâu. Có trăng đằng sau. Mẹ ơi, cứu con. Út ơi, đổi màu đi con. Mẹ ơi, con không đổi được. Hừ, tức thật, miếng ngon đến miệng mà còn để mất. Mẹ dậy đi. Sao người mẹ chảy nhiều máu thế này? Mẹ ơi, đừng làm con sợ. Út có sao không? Bên dưới là bụi gai, con cẩn thận nhé. Con biết lỗi rồi ạ. Con hứa sẽ chăm chỉ luyện tập để tự vệ. Ba anh em con sẽ bảo vệ mẹ. Con của mẹ giỏi lắm.
Huy đây à con. Ba. Sao hôm nay lại rảnh rỗi về thăm ba giờ này? Ngồi với ba, uống chè xanh hay chơi với ba ván cờ nhé. Con đâu có rảnh ba, con đang có chuyện bực mình, tâm trí đâu mà chơi cờ nữa à? Con sao vậy? Dạo này ba thấy con hay bực bội, nóng tính. Vâng, mà con cũng chẳng hiểu sao, lúc nào ba cũng thảnh thơi, an vui được. Trong khi con thấy cuộc sống này đúng là một mớ hỗn độn, rối bời. Nếu con có nhiều tâm sự, cha đất sẵn sàng lắng nghe. Con trượt mất chức trưởng phòng rồi, chức ấy lại vào tay lão Hùng. Mà con chúa ghét cái lão ấy, lúc nào cũng gặp may, làm việc gì cũng được người giúp đỡ. Nhà thì giàu, lại có vợ là con sắp lớn. Nói chung, cái gì ông trời cũng ưu ái hết cho. Cũng bằng tuổi con, mà nào là nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp con khôn, lại còn chức tước, địa vị. Ra vậy, này Huy, con đừng có giống như bác Tiều Phu, nhìn thấy chàng trai trên lưng hổ. Dạ, con không hiểu ý ba. Để ba kể cho con nghe, rồi con sẽ hiểu. Gần đây thấy nhiều người nói trong rừng có hổ, chẳng may mà mình gặp phải thì đúng là tiêu đời. Làm sao đây? Mình sắp không trụ nổi mất. À! Ôi! À! Ôi! Phải bám chặt lấy, rơi xuống là mình chỉ có nước chết. Hả? Trời ơi, anh ta giỏi quá, cởi được cả hổ. Thật là anh hùng tái thế, sức khỏe phi thường. Cởi trên lưng hổ, chàng trai trẻ thật sự rất khổ sở. Vậy mà người ngoài nhìn vào lại thấy thật ngưỡng mộ, ghen tị. Con có thấy mình giống như người Tiều Phu ấy không? Đứng bên ngoài ghen tị một cách mù quáng với cuộc sống của người khác. Mỗi người có một cuộc sống riêng. Đứng bên ngoài, ta đâu biết được cuộc sống của họ thật sự có như những gì ta nhìn thấy. Cơ mà... Hãy vui vẻ hưởng thụ cuộc sống của mình. Có gì hưởng nấy, đừng ganh ghét, kèn cửa làm gì, để luôn được thảnh thơi, an vui. Ba, con hiểu rồi. Đúng là ngồi bên ba, việc gì cũng có thể thông suốt được. Để con hầu ba một ván cờ. Có thế chứ, con trai. Rose, em định bao giờ gửi Tom đi chỗ khác? Bác sĩ dặn khi nào mang thai không nên nuôi động vật, em quên rồi à? Em biết, nhưng em chưa tìm được nơi nào yên tâm để gửi gắm Tom cả. Em cũng chưa muốn xa nó. Nếu em chưa tìm được ngay á, thì ngày mai anh sẽ gửi nó ở cửa hàng thú cưng nhờ người ta tìm hộ. Đây không phải là chuyện đùa để có thể chậm trễ đâu em. Em biết rồi, anh cứ để em thu xếp vài hôm nữa, em sẽ tìm nhà cho Tom. Ơ kìa anh! Để anh mang nó ra ngoài, lúc nào cũng lanh quanh trong nhà. Sao anh lại làm thế? Anh đã nói với em nhiều lần rồi, nhưng em có chịu nghe đâu. Anh phải bảo vệ con của chúng ta chứ. Tom, uống sữa nào. Mày đâu rồi? Tom, Tom. Mèo, mèo, mày đâu rồi? Chú
mèo xinh quá, sao mày lại ở đây một mình thế? Tội nghiệp, nhìn mày mệt mỏi quá, đói lắm rồi phải không? Ăn chút bánh đi này. Con mèo bé nhỏ tội nghiệp, chắc là bị chủ bỏ rơi rồi. Hay là mình mang về nhà nuôi, bà ấy chắc cũng sẽ rất thích có nó, bà ấy sẽ bớt cô đơn. Bà nó ơi, xem tôi mang gì về đây này. Ôi, một chú mèo, đáng yêu quá. Con mèo đêm nào cũng kêu. Ôi, nghe tiếng kêu của nó buồn quá, chắc nó nhớ nhà. Tội nghiệp mày, đôi mèo rồi, sao không ăn gì? Ông ơi, tôi thấy thế này không ổn, hay chúng ta thả cho nó đi, nó sẽ biết tìm về với chủ cũ. Ôi, bà thật sự muốn như thế hả? Bà sẽ không buồn chứ? Trời ơi, mày đây rồi. Những ngày qua mày đã đi đâu vậy? Tít ơi, Thơm về rồi anh ạ. Gửi người chủ của chú mèo đáng yêu này, cảm ơn trời đất vì chú mèo đã đến với gia đình của tôi trong lúc chúng tôi cô đơn nhất. Dù chúng tôi đã rất yêu thương và chăm sóc, nhưng chú mèo vẫn rất nhớ nhà, nhớ chủ cũ. Tôi biết ở một nơi nào đó cũng có những người đang nhớ thương chú mèo, nên chúng tôi đã để chú đi. Tôi cầu nguyện cho chú về nhà bình an bên những người thân yêu nhất. Có lẽ anh sẽ làm cho Thơm một ngôi nhà nhỏ ngoài hiên. Chúng ta có thể giữ Thơm ở lại, nhưng em nhớ không được ôm ấp nó quá nhiều đấy nhé. Ôi, cảm ơn Nick. Thơm ơi, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.